nào mới ngon sẽ cập cho bà con xem. Giống bưởi tam hồng nó ra quả chùm nhưng mà nó rất khỏe nhá, nó vẫn giữ được quả đồng đều, nó không bị lệch quả như bưởi diễn hoặc các giống bưởi khác của Việt Nam. Vui buồn khóc cười đời ta. Đây bà con thể nhìn thấy là nếu mà hạt bưởi ngon không treo bằng cái dây điện thoại bàn này thì nó sẽ gãy cành luôn. Đấy. Cái quả này thì vô địch luôn, bốn quả này. Đây bà con thể nhìn thấy bốn quả rất là to đẹp. Bốn quả này phải ít nhất phải được 6 cân. Bốn quả này ít nhất 6 cân. Đây. Và nó ra rất đều nhé. Giống bưởi này rất là khỏe. Nhiều người không nghiên cứu kỹ và người ta phát ngôn bừa bãi trên mạng. Người ta nói là bưởi tam hồng khó trồng ở Việt Nam, nhưng không phải. Bưởi tam hồng cực kỳ dễ trồng ở Việt Nam và phát triển tốt hơn cả gia chanh và các giống bưởi bản địa. Đây là có một cây giống mà nhỏ, gốc bằng cái tiếp 21 đây này. Gốc bằng tiếp 21 mà nó để hạt bưởi ngon để thử một quả vẫn để được. Đây, thì nó nhỏ hơn những quả ở cây to kia. Bây giờ hạt bưởi ngon vặt thử, vặt thử và vặt cho bà con xem. Nhận lấy bình yên nâu hạt bưởi ngon không nên vườn nên là bây giờ cỏ nó mọc rất là tốt rồi. Hai tháng nay hôm nay mới lên, cỏ nó mọc ngập hết đường đi đây rồi, nhất là cỏ hoa trắng này. Thì cây giống của hạt bưởi ngon bây giờ thì rất là to đẹp, nó không có cái giống nhỏ nữa bởi vì mấy năm nay dịch Covid là không đi Trung Quốc được, nên là chỉ còn lại những cây từ 2-3 năm trước. Cây giống nó rất là to đẹp. Đây, như những cây này gốc rất là to này. Cái này gốc nó bằng tiếp 48 này. Đây. Gốc rất to đẹp. Bà con có thể liên hệ với Hạt Bưởi Ngon qua số máy 0968129996. Địa chỉ 63 3 thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành Bưởi da xanh ăn thua gì đúng không? Phân cơ à, phân thân đấy. Em vừa mới tháo để tí nữa em vặt mấy quả em tháo luôn. Buồn khóc cười đời ta. Đau điên thế xứ xoay vần. Bao lọc lừa toàn tình con lá. Xanh xanh đen và nó dày nắng. Đời là đi vào kia em cho ăn thử. Mê luôn. Hai quả đấy là trái vụ. Đây cũng còn hai quả nữa. Trái vụ. Đấy, nó trái vụ. Không biết ăn được không, thôi cứ để vô thường cõi tạm đi, đi vào em cho xem nào à, ai thấu tròn chứ mất với đường cây này nó chỉ gốc chỉ bằng 21 thôi. Cây này gốc nó đế nó còn non đấy. Cây giống cây này còn nắng mang gây bao thương đau giữa dòng núi rất rộng luôn. Năm nay bói đấy. Cùng chung kiếp người hỏi tại sao ghét gánh nhau đành. Tràn tình yêu thương gửi trao cuộc. Ui trời. Đây, cho bác quay phim này. Ui dồi ôi, ngon chưa? Nhận lấy bình yên đón niềm vui tới. Cái này cái vị ngọt như nhiều tâm lành sống đời thanh thơi. Ngày mai thế xứ xa rời, ta trở về cát bụi nhẹ. Thế nên sáng nay chú đi mất lúc mấy chưa? Đúng không? Tâm lành đi lúc ý là chưa có chốt trước gì. Ta trở về vùng xanh nó mới nặng hơn. Cát bụi. Anh bảo chú rồi đi lúc 6 giờ rồi. 2 tháng rồi. 2 tháng rồi, loanh quanh 2 tháng hôm nay. Vỏ mỏng tê rồi. Hôm trước nhà con khảo sát
ấm có ông quả bói mà gọi điện ngay cho em bảo ui cảm ơn chú Hà là ghép cho giống bưởi ngon quá. Ngon quá à? Ừ. Nhà Quang Thắm ghép cho mấy chục cây ở vườn đồi chè kia. Con bưởi này. Ừ. Ghép cho. Em ghép cho nó nghĩ em nên bắt đầu mua đất nhà bà con xây đây, xong thì em biết trước lắm nỗi muôn phiền, nợ trần vương mang khổ đau phần người, nặng gánh trăm luân giữa dòng gian truân, vui buồn khóc cười. Đây là những cây bưởi tam hồng 1 năm tuổi. Cây rất là sạch bệnh, đẹp. Và được Hà Bình Ngon cắt tỉa tạo tán 1 năm rồi nên là tán cây rất là nhiều cành xung xuê. Và đặc biệt là năm nay thì Hà Bình Ngon đánh cây bằng máy nên là bầu cây rất là chắc chắn và đẹp. Hà Bình Ngon đang lựa chọn cho nhà chùa những cây bưởi có tán đẹp nhất để trồng trong sân vườn nhà chùa. Sau này có quả để quý thầy dâng lên tam bảo và có thu nhập cho nhà chùa. Đây những cây bưởi tam hồng mà Hà Bình Ngon cắt tỉa tả tán nên là cây rất đẹp, 3 nhánh cực kỳ đẹp. Bà con mà ai có nhu cầu trồng cây thì liên hệ với Hà Bình Ngon qua số máy 0968129996, địa chỉ gần nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội, hoặc trên Zalo và Facebook Hà Bình Ngon 0968129996. Đây là cây 2 năm tuổi. Cây 2 năm tuổi ở trong vườn Hà Bình Ngon có một ít này. Cây này to. Sang năm tới này sẽ có quả này. Cây cực kỳ đẹp luôn. Cây này quá đẹp luôn. Cái gốc này đẹp. Đấy. Cây 2 năm thì nó nhanh lắm. Nó rất là to. Trồng nó rất là nhanh to. Bởi vì nó đã có nực sẵn rồi. Chào quý vị và bà con. Đây là những cây bưởi tam hồng Phúc Kiến, Trung Quốc mà Hà Bình Ngon đánh cho khách hàng là nhà chùa thầy nguyện ở chùa Am, xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là lần thứ 3 thầy lấy cây của Hà Bình Ngon để trồng trong khuôn viên nhà chùa, giống bưởi tam hồng. Và trước kia con lấy bưởi diễn, bưởi tam hồng và bưởi đường chín sớm. Bây giờ lấy thêm bưởi tam hồng. Đây là những giống bưởi quý hiếm nhất mà Hà Bình Ngon trực tiếp đi Trung Quốc lấy giống về phát triển cho dù trước dù sau cũng vào thì.